của hai báo cáo viên trước. Vì vậy với một cái CV mà liên chuyên ngành thì hy vọng là cái bài báo cáo sau đây của tôi sẽ bổ sung thêm một số những cái điểm nữa về cái nhóm thuốc ức chế DPP-4 đặc biệt cho dân số châu Á. Như vậy tên của đề tài các anh chị đó là khi nào chúng ta cần bảo vệ tim mạch cho người bệnh nhân có đái tháo đường tiếp 2. Như vậy trước khi chúng ta đi vào phần trình bày, chúng ta hãy cùng hỏi nhau một câu hỏi là trên bệnh nhân đái tháo đường á, thì người ta tử vong hàng đầu là vì cái gì ạ? Là vì bệnh lý tim mạch. Và nhiều khả năng các anh chị sẽ nghĩ đến bệnh tim mạch do xơ vữa. Chính vì vậy mà trong những khuyến cáo gần đây á, thì người ta sẽ đặt nặng cái vấn đề là bảo vệ tim mạch. Không chỉ là những cái thuốc tim mạch thì mới bảo vệ tim mạch, mà cái thuốc đái tháo đường á, nó phải có những cái giá trị song song. Như vậy nếu chúng ta đánh giá cái nguy cơ tim mạch của người bệnh nhân là có bệnh tim mạch xơ vữa, nguy cơ cao hoặc rất cao. Như vậy thì cái thuốc mà nó tốt á, nó phải song hành, nó vừa hạ được đường huyết, nó phải hạ được những cái biến cố liên quan đến tim mạch. Như vậy thì với cái khuyến cáo này, các anh chị sẽ đặt ra câu hỏi là cái người mà chúng ta cần bảo vệ, những cái người mà có bệnh tim mạch xơ vữa, nguy cơ cao, nguy cơ rất cao, có chiếm đa số trong dân số hay không? Thì để trả lời câu hỏi đó, chúng ta hãy đi về những cái nghiên cứu trên cộng đồng. Như vậy thì trong cái khuyến cáo vừa rồi, nó là khuyến cáo ESC/EASD 2019, và người ta phân bệnh nhân đái tháo đường thành 3 nhóm là nguy cơ trung bình, nguy cơ cao và rất cao. Nếu chúng ta để ý trong cái sự phân chia này, các anh chị, đái tháo đường không bao giờ là nguy cơ thấp. Như vậy thì khi mà người ta làm một cái nghiên cứu trên cộng đồng sau đó 2 năm, năm 2021, trên khoảng gần 1.600 người bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2, thì người ta nhận thấy là cái tỷ lệ mà nguy cơ từ cao tới rất cao, các anh chị, là cái phần màu hồng với màu đỏ này, chiếm trên 80%. Khoảng 17% ở đây á, là mình không có classify được, mình không phân loại được, và chỉ có 1% là nguy cơ trung bình. Như vậy, đa số bệnh nhân rơi vào nhóm nguy cơ cao và rất cao. Tuy nhiên, nếu các anh chị nhớ là bên tim mạch á, thường người ta sử dụng cái khuyến cáo của ESC thì thường đánh giá nguy cơ tim mạch người ta sử dụng cái thang điểm lúc bấy giờ là thang điểm score năm 2019 anh chị. Thì trong cái thang điểm score thì người ta lại thấy cái sự khác biệt. Cái nguy cơ cao và rất cao á, vẫn là cái màu hồng và màu đỏ anh chị, nó chiếm khoảng 61%. Nhưng có 39% bệnh nhân sẽ rơi vào cái nhóm là nguy cơ trung bình. Như vậy, hai cái sự khác biệt này cho chúng ta thấy đa phần bệnh nhân vẫn là nguy cơ cao tới rất cao, nhưng những cái thang điểm khác nhau về phân tầng nguy cơ sẽ cho chúng ta những cái nguy cơ khác nhau. Vì vậy người ta mới hỏi là mình có cách nào mình thống nhất lại hay không. Thì nếu các anh chị biết về tim mạch á, ESC gần đây người ta không sử dụng thang điểm score nữa mà người ta chuyển sang cái thang điểm là score 2, thì cùng tương tự với đó trong cái khuyến cáo mà cập nhật cách đây có một tháng thôi, khuyến cáo ESC 2023, thì người ta đưa ra một số những thay đổi, và trong sự thay đổi đó người ta nói là chúng ta đánh giá nguy cơ bệnh nhân đái tháo đường á, thì mình sẽ sử dụng cái thang điểm là score 2 diabetes. Như vậy trên thực tế, nếu bệnh nhân đái tháo đường mà đã có bệnh tim mạch xơ vữa hoặc đã có tổn thương cơ van đứt nặng, thí dụ eGFR bệnh nhân dưới 45, trong trường hợp đó chúng ta không cần đánh thang điểm, bởi vì chắc chắn bệnh nhân thuộc vào nhóm nguy cơ rất cao. Trong những trường hợp còn lại thì mình sẽ đánh thang điểm và chia bệnh nhân thành ba cái bốn cái nhóm khác nhau. Như vậy khác với cái ESCSD lúc nãy các anh chị, trong cái sự phân chia này bệnh nhân đái tháo đường có thể có nguy cơ thấp luôn, thấp, trung bình, cao cho tới rất là cao. Như vậy thì cái sự phân chia cái phân tầng nguy cơ này có gì quan trọng các anh chị? Nó quan trọng trong cái vấn đề là định hướng những cái nhóm thuốc mà chúng ta sẽ sử dụng. Như vậy trở lại câu hỏi đầu tiên, khi nào chúng ta cần bảo vệ tim mạch? Thì tùy vào các anh chị hiểu chứ bảo vệ tim mạch nghĩa là gì. Nếu mà chúng ta hiểu nó theo một nghĩa rất là chặt chẽ, bảo vệ tim mạch có nghĩa là phải cải thiện được cái biến cố tim mạch, những cái thuốc làm giảm được biến cố tim mạch, thì khi đó chúng ta không có gì phải bàn cãi. Thì khuyến cáo rất là rõ ràng, đó là những người nguy cơ cao, nguy cơ rất cao. Và đặc biệt ở đây mình sẽ rơi vào ba cái nhóm mà người ta nhấn mạnh trong những khuyến cáo gần đây, đó là bệnh tim mạch do xơ vữa, là suy tim và bệnh thận mạn. Tuy nhiên anh chị, một lần nữa khi chúng ta nhìn vào cái phân tầng nguy cơ, mình sẽ thấy là cái phần tim mạch nó sẽ chiếm gần như là toàn bộ trên cái phổ của người bệnh nhân đái tháo đường, từ nguy cơ thấp cho tới rất là cao. Vậy nếu mà mình mở lòng ra, mình làm sớm hơn, bảo vệ tim mạch có nghĩa là ít nhất mình không làm gia tăng nguy cơ tim mạch cho người bệnh nhân, thì nó sẽ có hai trường hợp: hoặc chúng ta sử dụng thuốc làm giảm các biến cố tim mạch, hoặc chúng ta sử dụng những cái thuốc mà nó trung tính về mặt tim mạch. Như vậy cái nhóm đầu tiên rất là rõ ràng, không có gì tranh cãi. Vậy câu hỏi thứ hai là với cái nhóm mà trung tính về mặt tim mạch đó, các anh chị sẽ sử dụng nó khá là nhiều trên lâm sàng, thì hiện tại trong khuyến cáo mình có thể nghĩ đến nó trong những trường hợp nào? Thì trong cái hình này các anh chị mình sẽ thấy rất là rõ ba trường hợp. Cái trường hợp thứ nhất các anh chị sẽ nhìn ở đây là những người nguy cơ từ thấp cho tới trung bình. Như vậy đối với nguy cơ từ thấp tới trung bình thì mình sẽ khởi trị với metformin và class là 2A. Như vậy các anh chị đã nghe bài báo cáo của hai báo cáo viên trước là chúng ta sẽ phối hợp thuốc sớm. Như vậy nếu như chúng ta phải có thêm một sự phối hợp thuốc trên một cái người bệnh nhân các anh chị, thì ưu tiên ít nhất nó sẽ là cái nhóm thuốc trung tính về mặt tim mạch. Đây là trường hợp thứ nhất các anh chị có thể sử dụng cái nhóm thuốc này. Trường hợp thứ hai các anh chị, trường hợp thứ hai là khi bệnh nhân này nguy cơ cao tới rất cao,
chúng ta có chỉ định sử dụng những cái thuốc này, thí dụ như metformin phối hợp với ức chế SGLT2 hoặc đồng bọn GLP-1, nhưng bệnh nhân chưa kiểm soát được cái vấn đề HB1C, các anh chị add on. Và các anh chị sẽ nhớ trong cả bài, ở phần trình bày của tiến sĩ Thắng lẫn phần trình bày của giáo sư Quang, cả hai đều nói về cái nghiên cứu rất quan trọng, nghiên cứu verify. Cái đái tháo đường bản chất nó sẽ là tiến triển các anh chị. Vì vậy bệnh nhân có thể đến với mình với bất cứ lúc nào. Như vậy thì khi người ta cần có thêm những cái thuốc phối hợp để kiểm soát đường huyết, các anh chị hãy nghĩ đến cái nhóm thuốc ức chế DPP4. Vì trên những người bệnh nhân nguy cơ cao và rất cao thì ít nhất chúng ta không làm gia tăng thêm cái nguy cơ tim mạch bệnh nhân nữa. Đó là trường thứ hai, add on các anh chị. Trường hợp thứ ba là khi bệnh nhân là nguy cơ cao và rất cao rồi, theo khuyến cáo chúng ta phải sử dụng những cái thuốc, thí dụ như ức chế SGLT2 hoặc đồng bọn GLP-1, nhưng vì lý do nào đó chúng ta không sử dụng được hoặc chưa sử dụng được, thì trong cái thời gian đó các anh chị ít nhất chúng ta hãy đừng làm gia tăng thêm biến cố nguy cơ tim mạch cho người bệnh nhân. Như vậy trong ngày hôm nay vì cái giới hạn của thời gian chúng ta sẽ không thể nào đi hết được ba trường hợp. Vậy chúng ta sẽ tập trung vào một cái trường hợp mà nguy cơ tim mạch nó gọi là cao nhất trong số những cái bệnh lý tim mạch. Rồi chúng ta thấy được là trong cái trường hợp đó thì cái vai trò của thuốc ức chế DPP4 nó nằm ở đâu, và đặc biệt á, là gần đây trên dân số châu Á thì nó có gì mới hay không. Thì khi chúng ta nói nguy cơ cao nhất các anh chị sẽ nghĩ đến suy tim. Suy tim là một vấn đề rất là hot cả về dịch tễ cả về vấn đề tiên lượng anh chị. Như vậy thì tại sao nó lại hot vậy? Trước đây khi người ta nghĩ đến đái tháo đường, các anh chị luôn luôn nghĩ đến bệnh tim mạch do xơ vữa. Nếu nó xảy ra ở tim thì mình sẽ có đột quỵ, xin lỗi, mình sẽ có nhồi máu cơ tim cấp hoặc là hội chứng bệnh mạng. Còn nếu xảy ra não các anh chị có đột quỵ. Vì vậy trong những cái thập kỷ mình gần đây với cái sự tiến bộ của những cái gọi là can thiệp mạch máu anh chị, chúng ta sẽ có cái tỷ lệ tử vong mà liên quan tới nhồi máu cơ tim cấp này, liên quan tới đột quỵ nó giảm đi theo thời gian trên người bệnh nhân đái tháo đường. Như vậy thì bệnh nhân sẽ sống nhưng mà sống với gánh nặng của suy tim. Do đó khi người ta nhìn vào những cái dân số, người ta nói là dân số mà càng cao tuổi bao nhiêu, kỹ thuật càng phát triển bao nhiêu thì cái suy tim nó càng ngày nó sẽ càng gia tăng. Đây là điều rất là bình thường. Và khi suy tim gia tăng thì nó sẽ đi thành hai cái gánh nặng mà các anh chị thấy trong những cái nghiên cứu suy tim, người ta luôn luôn đánh giá thứ nhất là tử vong, thứ hai là nhập viện. Như vậy khi người ta nói là nhập viện anh chị, đây là một cái nghiên cứu được công bố năm 2023. Cái nghiên cứu này là nghiên cứu sổ bộ cho người bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2 tại Thụy Điển. Thì người ta theo dõi bệnh nhân trong vòng 20 năm, từ năm 2000 tới năm 2020. Các anh chị sẽ thấy cái đường màu đỏ là những người đái tháo đường là các anh chị, và đường màu xanh là những cái người nhắm chứng. Vậy chúng ta sẽ thấy khi xét về cái tần số là nhập viện mới mắc, về cái nhập viện liên quan tới bệnh mạch vành các anh chị, nhồi máu cơ tim cấp hoặc là những cái bệnh mạch máu não, thì cả đường màu đỏ lẫn đường màu xanh nó đều có khuynh hướng đồng nhất là nó sẽ đi xuống, tức là mình sẽ giảm dần theo thời gian. Nhưng nếu các anh chị nhìn về suy tim ấy, thì có phải là cái nhánh của đái tháo đường các anh chị nó đi xuống lúc đầu, sau đó nó có vẻ nó hơi plateau ra mà gần gần nó hơi nhích lên một chút xíu, nó khác với người bình thường là càng ngày càng giảm. Như vậy cái vấn đề nhập viện về suy tim nó rất là quan trọng trong những đái tháo đường, mà không chỉ nhập viện nó còn làm gia tăng cái vấn đề tử vong. Và cái mà chúng ta lựa chọn cái chuyên đề suy tim ngày hôm nay các anh chị là bởi vì suy tim là cái mà nó liên quan đến vấn đề tử vong cao nhất trên bệnh nhân đái tháo đường. Đây là y học chứng cứ. Thì đây là một cái nghiên cứu. Nghiên cứu này cũng là nghiên cứu sổ bộ thực hiện trên dân số Đan Mạch khoảng 130.000 người bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2. Người ta theo dõi người bệnh nhân ít nhất là 5 năm các anh chị. Thì bệnh nhân đái tháo đường thì họ có nhiều bệnh đi kèm lắm. Họ có thể là bệnh tim mạch xơ vữa các anh chị. Có thể có bệnh thận mạn, có đột quỵ, bệnh động mạch ngoại biên hoặc là suy tim. Nhưng mà khi chúng ta nhìn cái cột biến cố này, nếu nó càng cao nghĩa là biến cố tử vong càng nhiều sau 5 năm. Vậy các anh chị có phải thấy là cái cột mà cao nhất là các anh chị? Nó là màu đỏ, tức là suy tim trong tất cả những cái bệnh đi kèm khác nhau, cho dù các anh chị là mới chẩn đoán đái tháo đường 1 năm, 3 năm hay là đái tháo đường lâu năm, 7 năm, 10 năm thì luôn luôn cái suy tim nó làm gia tăng cái tỷ lệ tử vong một cách đáng kể. Chính vì vậy mình nói là sự gia tăng về cái dịch tễ, sự gia tăng về tiên lượng nó làm cho vấn đề suy tim với đái tháo đường được quan tâm rất là nhiều. Và khi người ta quan tâm, người ta mới thấy là mình khó khăn quá, mình khó khăn trong chẩn đoán và mình khó khăn trong điều trị. Nhưng mà cái khó khăn trong chẩn đoán đái tháo đường á, mình đã được nhắc tới trong một cái nghiên cứu rất là kinh điển, các anh chị chắc cũng nghe đến. Nghiên cứu này năm 2012, người ta thực hiện cho bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2. Thì thấy á, là cái tỷ lệ suy tim á, nó có 2,5% thôi. Nhưng mà thực chất nhìn kỹ lại là 28% bệnh nhân suy tim mà mình không có chẩn đoán. Thì trong đó đa phần nó sẽ rơi vào cái nhóm suy tim phân số tống máu bảo tồn chiếm 23%. Suy tim phân số tống máu giảm nó chiếm có 5% thôi. Đây là nghiên cứu 2012. 10 năm sau người ta làm một cái nghiên cứu khác trên bệnh nhân đái tháo đường, thì người ta mới tách ra cái nhóm bệnh nhân mà đái tháo đường đã sử dụng lợi tiểu quai. Và các anh chị biết là lợi tiểu quai thì người ta chủ yếu là dùng để điều trị xuất huyết, nhưng khi đã điều trị lợi tiểu quai rồi thì cái tỷ lệ mà được chẩn đoán suy tim á, nó chưa tới 50%.
Vì vậy cái sự chẩn đoán chị lúc nào nó cũng khó khăn, mà chúng ta không chẩn đoán được thì không bao giờ chúng ta điều trị được. Do đó trong cái khuyến cáo của EC 2023 người ta nhấn mạnh đây là class 1, là các anh chị class 1C, là chúng ta bắt buộc chúng ta phải screen, phải tầm soát về những cái dấu hiệu và triệu chứng gợi ý suy tim trong mỗi một lần chúng ta gặp với người bệnh nhân đái tháo đường. Như vậy cái câu hỏi này sẽ rất là lâm sàng, mình sẽ hỏi cái gì bệnh nhân hoặc mình sẽ khám cái gì bệnh nhân để mình nghĩ bệnh nhân này suy tim nên các anh chị. Có thể là các anh chị sẽ nghĩ tới thoáng qua trong đầu mình đó là tiêu chuẩn Framingham, nhưng mà cái điều này nó chỉ xuất hiện ở trong những cái nghiên cứu mà, và trên thực tế thì thật ra rất là ít người áp dụng nó, tại vì nó tương đối là nó phức tạp, các anh chị phải nhớ rất là nhiều, về lâu về dài mình không có nhớ nó được các anh chị. Vì vậy người ta sử dụng cái người ta gọi là y học chứng cứ. Vậy mình sử dụng một cái chỉ số likelihood ratio dương. Như vậy nói một cách ngắn gọn, cái likelihood ratio dương của anh chị mà nó càng cao bao nhiêu á, thì khi có dấu hiệu đó thì cái xác suất mà bệnh nhân các anh chị có suy tim sẽ càng cao bấy nhiêu. Và mình chờ đợi cái số này nó ít nhất có phải là hai các anh chị, hai là ok rồi, năm thì tốt hơn, mà 10 là rất là tốt. Và tất cả những cái dấu hiệu các anh chị sẽ thấy là khi mình nghĩ đến suy tim mình sẽ không đi vào phần khám, các anh chị khám thì nó hơi chuyên ngành tim mạch quá, mình chỉ đi vào những câu hỏi thôi cho nó dễ cho các anh chị khi các anh chị tiếp cận bệnh nhân. Nhưng mà khi tiếp cận bệnh nhân suy tim mình nghĩ là mình sẽ hỏi bệnh nhân có khó thở không, đúng không? Nhưng mà cái khó thở mà đặc trưng cho suy tim á, nó phải là khó thở cực phát về đêm. Để khó thở cực phát về đêm thì likelihood ratio của nó là 2,6. Nhưng mà nếu mình nhìn vào cái bảng này các anh chị, nó có những cái dấu mà likelihood ratio nó còn cao hơn nữa. Vậy thì hai câu hỏi mà các anh chị hãy hỏi những cái người bệnh nhân của mình khi nghi ngờ bệnh nhân suy tim. Câu hỏi thứ nhất, hồi xưa giờ có ai chẩn đoán mình suy tim hay chưa? Câu hỏi thứ hai, hồi xưa giờ mình có bao giờ bị nhồi máu cơ tim hay chưa? Khi mà bệnh nhân nó có cái hai câu hỏi này, lập tức cái xác suất suy tim sẽ tăng lên. Vậy nếu mà lâm sàng mình nghĩ suy tim là mình làm gì các anh chị? Mình sẽ đề nghị cận lâm sàng. Vậy thì cận lâm sàng người ta nói là có hai cận lâm sàng quan trọng. Cận lâm sàng thứ nhất là NT-proBNP. Cut off các anh chị nhớ là 125. 125 là một cut off dùng để loại trừ. Có nghĩa là nếu nhỏ hơn số này, mình đừng nghĩ tới nó. Nhưng nếu nó lớn hơn thì mình phải cần thêm cái xét nghiệm khác nữa các anh chị. Và nó sẽ có một cái thứ hai nữa là siêu âm tim các anh chị. Vậy mình sẽ có. Vậy mình nhớ là nếu mình nghĩ đến suy tim, mình hỏi bệnh nhân có khó thở không, mình hỏi bệnh nhân hai cái câu hỏi vừa rồi, mình cho bệnh nhân làm NT-proBNP và làm siêu âm tim. Vậy bây giờ mình sẽ có thêm một câu hỏi nữa các anh chị. Hồi nãy mình thấy là trong cái nghiên cứu người ta nói là đa phần bệnh nhân mà họ không có được chẩn đoán á, họ sẽ thuộc nhóm là suy tim phân suất tống máu bảo tồn, đúng không ạ, chứ không phải là suy tim phân suất tống máu giảm. Cái nhóm này nó khá là khó chịu đối với những cái bác sĩ mà họ không làm một chuyên ngành tim mạch. Thì khi các anh chị nhìn cái ơ ép nhìn nó rất là bình thường. Chính vì vậy các anh chị, khi mà mình làm siêu âm tim á, thì ngoài cái ơ ép á, mình phải đánh giá thêm một số thông tin khác nữa. Do đó nếu các anh chị có bệnh nhân và các anh chị nghĩ là suy tim phân số tống máu bảo tồn, thì khi mà mình cái tip nhỏ trong lâm sàng các anh chị, thì khi mà mình đưa cái phiếu siêu âm tim á, các anh chị đừng có gây chẩn đoán là đái tháo đường, mà các anh chị phải gây chẩn đoán cụ thể hơn, theo dõi suy tim phân số tống máu bảo tồn. Thì khi đó đó một cái người bác sĩ siêu âm tim họ sẽ đánh giá đầy đủ những cái thông số nhân suy tim mạch, thì bệnh nhân họ không cần phải đi tới đi lui nhiều lần mà họ sẽ được chẩn đoán dễ dàng. Khi họ được chẩn đoán rồi thì cái xác suất họ được điều trị nó sẽ tốt hơn cho người bệnh nhân của mình, một cái điều rất nhỏ nhưng mình sẽ giúp được cho bệnh nhân. Vậy thì sau khi mình chẩn đoán được thì điều trị suy tim có dễ không các anh chị? Điều trị về suy tim thì trong thời gian đầu người ta nói là mình kiểm soát đa yếu tố đi. Cái kiểm soát đa yếu tố là một cái nó quá quan trọng trong viêm đái tháo đường với nghiên cứu Steno 2. Thì cái nghiên cứu này là một cái nghiên cứu nó rất là nổi tiếng ở thời điểm nó ra đời là năm 2018 các anh chị, NEJM. Người ta thấy là nếu chúng ta kiểm soát năm yếu tố bao gồm có HbA1c, bao gồm có HBH, LDL cholesterol, hai yếu tố nữa đó là hút thuốc lá và albumin niệu, thì chúng ta sẽ cải thiện được những biến cố liên quan đến tử vong, nhồi máu cơ tim cấp, vấn đề đột quỵ, nhưng chúng ta không cải thiện được vấn đề liên quan đến suy tim. Như vậy khi cái nghiên cứu này ra đời thì người ta mới đặt ra câu hỏi là có phải cái điều này nó liên quan đến cái thời gian theo dõi không các anh chị? Vì trong nghiên cứu này, thời gian chúng ta theo dõi bệnh nhân trung bình đó là khoảng 5,6 năm. Do đó người ta lặp lại một cái nghiên cứu khác. Cái nghiên cứu này thực hiện trên cái dân số là sổ bộ về đái tháo đường tại Thụy Điển anh chị. Mà người ta theo dõi bệnh nhân trong vòng 20 năm, từ năm 2000 tới năm 2020. Và các anh chị sẽ thấy là trong vòng 20 năm người ta lặp lại cái điều người ta đã chứng minh trước đó. Có nghĩa là nếu như các anh chị đối với các biến cố như bệnh mạch vành, nhồi máu cơ tim hoặc là máu não các anh chị, nếu chúng ta kiểm soát tốt tất cả yếu tố nguy cơ, các anh chị sẽ thấy nó đi băng ngang qua đường số 1, nó đi về phía bên trái của đường số 1. Còn đối với suy tim là các anh chị cho dù là ở cái tầng nào, các anh chị thấy luôn luôn nó nằm ở đường bên phải. Hay nói một cách dễ hiểu là trên bệnh nhân đái tháo đường, các anh chị có kiểm soát yếu tố nguy cơ tốt đến cách mấy thì cái xác suất mà người này xuất hiện suy tim mới mắc nó vẫn cao hơn so với cái người không có đái tháo đường.
Và điều này đúng khi chúng ta theo dõi bệnh nhân trong một khoảng thời gian rất dài, là khoảng 20 năm. Hiểu được điều đó mình mới hiểu được tại sao mà khi mà cái thuốc CSCO2 mà nó cải thiện những cái biến cố về tim mạch trên bệnh nhân suy tim, thì lập tức những cái khuyến cáo nào cũng sẽ nói về nó. Và hiện tại bây giờ đây là cái class 1 trong gần như tất cả các khuyến cáo. Như vậy đối với ESC, người ta nói với mình là nếu bệnh nhân các anh chị là đái tháo đường, chúng ta không cần biết là đái tháo đường của mình là phân xuất tóc máu giảm, giảm nhẹ hay bảo tồn, các anh chị sẽ có chỉ định class 1 đối với ức chế SGLT2, và điều này nó độc lập với vấn đề HbA1c. Sau đó nếu chúng ta muốn phối hợp thêm thuốc, và chắc chắn chúng ta sẽ phối hợp thêm thuốc, thì người ta sẽ đi đến class 2a. Như vậy trong class 2a đây mình sẽ có hai nhóm thuốc chích và hai nhóm thuốc uống. Nhóm thuốc chích đầu tiên là đồng bọn GLP-1, nhóm thuốc chích thứ hai là insulin các anh chị. Nhóm thuốc uống thì mình sẽ có hai cái, một là metformin và hai là sinagliptin và linagliptin. Như vậy câu hỏi đặt ra đây là tại sao mình phải nói rõ sinagliptin và linagliptin, bởi vì sasagliptin là class 3, tương tự với pioglitazone là class 3. Như vậy thì sự lựa chọn của mình trên lâm sàng có gì thì nó lưu ý không các anh chị? Nếu mà đứng về mặt lựa chọn thuốc á, nếu các anh chị không phải là chuyên khoa về nội tiết, và nếu bệnh nhân của mình thật sự không có chỉ định bắt buộc phải dùng thuốc chích á, thì thường có khuynh hướng mình dùng thuốc uống hơn. Như vậy thật ra cái sự lựa chọn nó chỉ là các anh chị chọn metformin, các anh chị chọn những cái thuốc ức chế DPP-4. Như vậy nếu mà mình phải lựa chọn nó, thường là các anh chị sẽ nghĩ tới metformin đầu tiên. Tại đây là một cái thuốc nó rất là truyền thống mà các anh chị rất là nhiều những kinh nghiệm trong sử dụng. Và cái điểm quan trọng mà các anh chị là trong tất cả những cái nghiên cứu, cho dù là nghiên cứu về ức chế SGLT2 hay là nghiên cứu về ức chế DPP-4, thì trên cái nền bệnh nhân á, bao giờ cái tỷ lệ sử dụng metformin nó cũng đã rất là cao rồi. Đây là cái điều mà gần như là nó rất là quen thuộc, thậm chí là mình có thể sử dụng metformin trước nữa trên lâm sàng. Vậy thì trong trường hợp mà chúng ta không kiểm soát được đường huyết canh chị, mình sẽ đi đến một cái nhóm thuốc thứ hai là ức chế DPP-4. Thì ức chế DPP-4 là bởi vì ngoại trừ cái nhóm đầu tiên là sasagliptin thì các anh chị là nhóm sabatiminabina thì làm tăng biến cố, còn lại những nhóm thuốc khác thì các anh chị sẽ thấy khi mình xét những cái biến cố là nhập viện vì suy tim và biến cố gộp tử vong tim mạch nhập viện vì suy tim, nó gần như nó cắt đường số 1, nghĩa là nó trung tính. Vậy nếu mình nhìn cái slide này mình sẽ thấy nó có một điểm lạ, hơi lạ một chút, các anh chị có thấy nó lạ cái nào? Lạ ở chỗ là thiết kế nghiên cứu các anh chị. À, khi mà những cái nghiên cứu về ức chế DPP-4 ban đầu, ví dụ những cái nghiên cứu như là Examine hoặc là Sabatiminabina, thì thường cái sự tập trung của họ sẽ đi vào những cái biến cố là MACE, 3B MACE hoặc là 4B MACE, hơn là những cái biến cố mà tập trung về suy tim. Các anh chị nhìn những nghiên cứu về suy tim thì người ta không có nhìn cái MACE nhiều, người ta sẽ nhìn là nhập viện vì suy tim, tử vong tim mạch, hoặc là người ta xét những cái biến cố cũ khác, tử vong như mạch nguyên nhân chẳng hạn. Vậy thì những cái này nè các anh chị, những cái biến cố mà chúng ta đang xét nè, nó không phải là biến cố chính trong cái nghiên cứu. Nên khi mà chúng ta đọc những cái này, chúng ta sẽ nhìn lại cái nghiên cứu gốc, chúng ta nhìn trong dân số nghiên cứu có cái điều gì khác chúng ta cần lưu ý hay không. Vậy câu hỏi là mình sẽ kiếm cái gì các anh chị, cái gì là nó quan trọng trên bệnh nhân suy tim? Thì lúc nãy chúng ta đã nói là trên bệnh nhân suy tim chúng ta sẽ hỏi hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, bệnh nhân có tiền sử suy tim hay không? Câu hỏi thứ hai, bệnh nhân hồi xưa giờ có ai chẩn đoán nhồi máu cơ tim hay không? Vì nó làm gia tăng xác suất có suy tim. Cũng là hai câu hỏi này, nó cũng sẽ làm gia tăng xuất hiện những biến cố tim mạch. Thì đây là cái một cái phân tích từ cái nghiên cứu TICOS. Khi chúng ta nhìn vào nghiên cứu TICOS anh chị, người ta xét cái biến cố là tử vong tim mạch. Như vậy đối với tử vong tim mạch, ở đây các anh chị thì nó sẽ có những cái điểm nổi bật. Thứ nhất, nếu các anh chị có nhồi máu cơ tim trước đó, thì lập tức cái biến cố tử vong tim mạch nó sẽ gia tăng lên khoảng 44%. Cái trường hợp thứ hai là khi mà mình có suy tim, thì lập tức cái suy tim mà nó càng nặng lên bao nhiêu, thì những cái biến cố tim mạch nó sẽ gia tăng. Nhưng cái điều thú vị trong nghiên cứu này, các anh chị, là người ta thấy là nếu cái người bệnh nhân mà họ có bệnh mạch vành nhưng mà họ đã được tái túi máu, thì cái biến cố họ sẽ giảm đi. Như vậy khi người ta nhìn vào cái thiết kế nghiên cứu TICOS, các anh chị, một cái nghiên cứu tốt, người ta nói là chưa chắc là vì cái kết quả nghiên cứu đó nó đem lại cái sự thay đổi, mà là kết quả của nó sẽ gợi lên những cái hướng nghiên cứu khác. Thì trong cái phần trình bày này, người ta gợi lên hai cái câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, nếu chúng ta nói là bệnh nhân suy tim á, thì biến cố cao hơn so với không suy tim. Như vậy thì cái tác dụng gọi là trung tính với mặt tim mạch á, có phải là nó cũng trung tính trên dân số bệnh nhân có suy tim hay không? Câu hỏi thứ hai, nếu như tất cả bệnh nhân đái tháo đường ở thời điểm hiện tại bây giờ là các anh chị, vấn đề mà can thiệp mạch máu nó quá là phổ biến đi, như vậy liệu trên bệnh nhân mà đã can thiệp mạch máu rồi, tức là có thể chúng ta có lợi rồi đó, thì cái việc chúng ta sử dụng thuốc ức chế DPP-4 nó có gì khác biệt về mặt trung tính trên tim mạch hay không? Như vậy để trả lời câu hỏi thứ nhất, chúng ta sẽ nhìn vào cái nghiên cứu TICOS anh chị. Trong nghiên cứu TICOS thì người ta sẽ có một cái phần phân tích subgroup, đây là những cái người bệnh nhân mà đã có suy tim ở thời điểm ban đầu, và người ta xét những cái biến cố chúng ta vừa nói, tử vong tim mạch, nhập viện vì suy tim, thậm chí là tử vong do mọi nguyên nhân. Và các anh chị sẽ thấy tất cả những cái này, các anh chị, nó đều không có nghĩa thống kê. Điều này sẽ nói như thế nào? Điều này có thể hiểu là
trên một cái nhóm dân số nguy cơ rất là cao rồi, đó là những người đã có suy tim nền rồi, thì sitagliptin nó vẫn không làm gia tăng những cái biến cố liên quan đến suy tim như là tử vong tim mạch hoặc là nhập viện vì suy tim. Như vậy thì trong đây còn cái gì khác mà chúng ta có thể lấy được thông tin không các anh chị? Nó sẽ còn một điểm nữa các anh chị sẽ thấy, đó là hạn chế của thời gian. Cái nghiên cứu này được thực hiện quá là sớm. Ở trong thời điểm đó thì người ta chưa có nhấn mạnh về cái vai trò của suy tim phân số tông máu bảo tồn hay là suy tim phân số tông máu giảm nhẹ. Do đó người ta mới nói là nếu chúng ta muốn nhìn kỹ hơn về suy tim, chúng ta hãy nhìn trong những cái nghiên cứu thực hiện trên dân số suy tim. Như vậy đây là một cái nghiên cứu mới các anh chị, nghiên cứu này được công bố năm 2023. Thì nghiên cứu này thực hiện trên cái dân số là Nhật Bản với tên gọi là GROHF. Như vậy đây là một nghiên cứu sổ bộ về suy tim, người ta tách ra dân số đái tháo đường và người ta xem là việc các anh chị sử dụng ức chế DPP4 với việc là không sử dụng ức chế DPP4 nó có gì khác biệt với nhau về biến cố tim mạch trên những cái phân số tông máu khác nhau hay không. Và các anh chị sẽ thấy cái đường màu đen là các anh chị là cái đường xuất hiện cái biến cố ở cái nhóm sử dụng sitagliptin so với nhóm xin lỗi ở nhóm sử dụng ức chế DPP4, ở nhóm so với nhóm không sử dụng ức chế DPP4. Nếu cái đường này mà nó nằm hẳn ở dưới đường số 1 nghĩa là mình sẽ làm giảm biến cố. Và nếu mình nhìn mình sẽ thấy là cái đường này nè các anh chị nó có cắt cái đường số 1 khúc ban đầu, nhưng mà càng về sau nó sẽ càng tách ra, đặc biệt là từ cái khúc từ 50% trở lên thì gần như toàn bộ nó sẽ nằm ở phía dưới đường số 1. Do đó nghiên cứu này người ta kết luận là trên một cái người bệnh nhân mà có suy tim, bệnh nhân chúng ta xét về cái biến cố là tử vong tim mạch và nhập viện về suy tim, những cái bệnh nhân nào mà có sử dụng ức chế DPP4 thì cái biến cố nó sẽ xảy ra ít hơn nếu bệnh nhân này ở F trên 50%, hay nói cách khác là suy tim phân số tông máu bảo tồn. Đây là một cái nghiên cứu rất là mới. Đây là cái thứ nhất. Cái nghiên cứu thứ hai mình đang nói về vấn đề là tái tưới máu anh chị. Như vậy thì cũng tại Nhật Bản. Tại Nhật Bản người ta làm một cái nghiên cứu trên bệnh nhân đái tháo đường từ năm 2008 tới năm 2018. Người ta xét những cái người bệnh nhân mà có chỉ định là tái tưới máu để mình xem coi là cái việc sử dụng thuốc ức chế DPP4 có khác biệt gì về biến cố hay không. Các anh chị sẽ thấy cái nhóm sử dụng thuốc là cái nhóm đường màu đỏ, là các anh chị, nhóm không sử dụng thuốc là cái đường màu xanh. Như vậy khi mà nó càng thấp tức là biến cố càng ít. Vậy người ta nói rằng khi sử dụng nhóm thuốc ức chế DPP4 mình sẽ làm giảm thấp được những cái biến cố bao gồm có tử vong tim mạch và cái biến cố 3B MACE. Do đó khi mà hai cái bài báo này người ta hợp lại với nhau thì cái chuyên gia người ta nói rằng đó là một cái điều mà nó làm cho chúng ta phải suy nghĩ trên cái dân số châu Á. Đây là hai nghiên cứu được thực hiện tại Nhật Bản, cái gì đều tại Nhật Bản hết. Tại sao mình lại suy nghĩ trên dân số châu Á và suy tim? Khi một người bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2 mà có suy tim thì nó sẽ có hai trường hợp xảy ra. Trường hợp thứ nhất là cái đái tháo đường tiếp 2 này bản thân của nó gây ra suy tim, mình gọi nó là bệnh cơ tim gây đái tháo đường. Trường hợp thứ hai là cái đái tháo đường tiếp 2 này nó đi kèm thôi, có một nguyên nhân khác gây ra suy tim. Tại vì suy tim thì luôn luôn phải có nguyên nhân. Vậy thì cái nguyên nhân hàng đầu mà gây suy tim những đái tháo đường đó chính là bệnh tim mạch do sơ vữa. Như vậy thì mình sẽ khép kín cái vòng liên quan đến suy tim và đái tháo đường ở đây. Như vậy thì cho dù về nguyên nhân nào, khi bệnh nhân có bệnh tim mạch sơ vữa và có suy tim thì bệnh nhân đều có thể dẫn đến tử vong. Như vậy trên cái con đường xảy ra biến cố này các anh chị, cái thuốc ức chế DPP4 đặc biệt trên người châu Á nó có thể liên quan đến ít biến cố tim mạch hơn trên bệnh nhân suy tim phân số tông máu bảo tồn và ít những cái biến cố tim mạch hơn trên những người bệnh nhân đã được tái tưới máu, là một cái nhóm dân số rất phổ biến hiện nay. Do đó với hai nghiên cứu này thì người ta gợi ra cái hướng là bảo vệ tim mạch tốt hơn trên dân số châu Á ở cái nhóm thuốc này, giống giống như là các anh chị cũng có rất là nhiều những cái bằng chứng về việc là hạ đường huyết tốt hơn của cái nhóm thuốc này trên dân số châu Á. Đó là những cập nhật mới. Vậy các anh chị sẽ nói là cái này là mình đang nhìn về lý thuyết, vậy trên thực hành có gì khác biệt không các anh chị? Trên thực tế khi mà mình đi đến Đà Nẵng mình chờ đợi mình sẽ đến cầu Cổng Vàng mình chụp hình rất là đẹp, nhưng mà nếu mà mình xui mình đi cái ngày mà trời mưa thì có thể là mình sẽ thấy được một cái bức tranh như vậy. Do đó người ta nói là khuyến cáo thì bao giờ cũng đẹp, nhưng mà thực tế thì mình phải xét nhiều yếu tố. Thí dụ như là tiến sĩ Nam lúc này có nói các anh chị, ở trong Việt Nam của mình thì nhiễm trùng là một vấn đề rất là quan trọng. Như vậy nếu các anh chị bạn bệnh nhân của mình đang nhiễm trùng cấp hoặc có một cái tiền sử mà nhiễm trùng tụy phức tạp phải đi tái lại thì tất cả những yếu tố đó đều ảnh hưởng lên quyết định sử dụng thuốc của mình. Như vậy thì để có một cái ví dụ về cái vấn đề sử dụng thuốc thì chúng ta hãy nhìn vào cái tỷ lệ sử dụng thuốc ức chế SGLT2. Như vậy nếu mà trong những năm gần đây các anh chị đi những hội nghị về tim mạch thì đây là nhóm thuốc phải nói là hot hàng đầu. Nhưng mà cái nhóm thuốc này các anh chị mình sẽ xét hai cái nghiên cứu. Hai nghiên cứu này có hai điểm quan trọng. Điểm quan trọng thứ nhất đều là nghiên cứu sổ bộ. Khi là nghiên cứu sổ bộ chúng ta sẽ nhìn được hết toàn bộ toàn cảnh chứ mình không tập trung vào một cái nghiên cứu dân số nào. Và cái thứ hai các anh chị nó đều rất là mới. Các anh chị sẽ nhìn tài liệu tham khảo ở đây. Hai cái này được công bố năm 2023 và người ta lấy số liệu từ cuối năm 2022.
Tức là ở thời điểm mà vấn đề chỉ định của ức chế SGLT2 trên suy tim nó đã quá là rõ ràng, không có gì tranh cãi. Vậy thì mình sẽ đi vào cái nghiên cứu sổ bộ thứ nhất anh chị. Đây là nghiên cứu sổ bộ SWIFT HF, nghiên cứu sổ bộ về suy tim tại Thụy Điển, rất là nổi tiếng. Thì trong nghiên cứu này bây giờ mình chỉ tách ra một cái phân nhóm, đó là suy tim phân số tố máu giảm. Suy tim tố máu giảm hả các anh chị? Mình sẽ thấy ở cuối năm 2022 á, thì cái tỷ lệ mà các anh chị sử dụng thuốc ức chế SGLT2 nó sẽ lên đến gần 70% ở cái nhóm bệnh nhân có đái tháo đường, và nó sẽ thấp hơn vào khoảng 55% ở bệnh nhân không có đái tháo đường. Đây là những con số hết sức tưởng tượng. Nhưng mà nếu các anh chị nhìn vào một cái nước khác cũng rất là phát triển, đó là Hoa Kỳ các anh chị. Đây là nghiên cứu sổ bộ kết với từ guideline HF. Và trong cái nghiên cứu sổ bộ này thì người ta cũng tách ra các phân nhóm là suy tim phân số tố máu giảm nội viện. Vậy các anh chị sẽ thấy cái tỷ lệ sử dụng ức chế SGLT2 thấp hơn hẳn, chỉ có 20%. Và nếu các anh chị nhìn là cái nhóm mà có đái tháo đường, các anh chị, cái lai nó hơi nhỏ xíu, đái tháo đường là các anh chị nó cao hơn một chút, nhưng nó cũng chỉ ở khoảng mức là 25-26%. Vậy tại sao nó có sự khác biệt nhiều các anh chị? Người ta nói là ở thời điểm này về mặt khuyến cáo chúng ta phải sử dụng 100% bệnh giảm, không có lý do gì chúng ta không sử dụng. Nhưng mà ngay cả những cái nước mà gọi là phát triển vượt bậc thì cái tỷ lệ sử dụng của nó chỉ dao động từ khoảng 20 cho tới trên 50% mà thôi. Vậy nó sẽ có rất nhiều yếu tố trên lâm sàng trong cái việc chúng ta áp dụng khuyến cáo. Và một trong những cái mà người ta nói là các anh chị hãy nghĩ về vấn đề kinh tế của bệnh nhân. Tại Thụy Điển, các anh chị, cái nghiên cứu đầu tiên Thụy Điển là một trong những nước cực kỳ nổi bật về vấn đề bảo hiểm y tế toàn dân. 97% tất cả những cái chi phí sẽ do chính phủ cover hết. Trong khi đó tại Hoa Kỳ thì mình sẽ có nhiều cái gói bảo hiểm khác nhau. Khi mà đối với ức chế SGLT2, các anh chị đứng từ quan điểm của suy tim thì không phải là mình khởi trị thuốc, mà là mình khởi trị thuốc và mình kéo dài được bao lâu. Bởi vì khi các anh chị ngưng cái nhóm thuốc này trong vòng 30 ngày thì những cái tác dụng bảo vệ của nó sẽ mất. Cái biến cố nó sẽ gia tăng lên, và những cái biến cố bất lợi về mặt chuyển hóa nó sẽ trở lại. Và đây là một cái nghiên cứu mới được công bố tại Hội nghị ESC năm 2023. Như vậy thì mình sẽ đến cái slide cuối cùng, take home message các anh chị. Nãy giờ chúng ta nói rất là dài, chúng ta nói một điều là trên bệnh nhân đái tháo đường, trên cả một cái hành trình của bệnh nhân đái tháo đường luôn luôn các anh chị sẽ thấy bóng dáng của tim mạch. Như vậy khi mà chúng ta có rất là nhiều những cái nhóm thuốc mới thì chúng ta thường nghĩ rằng có nhóm thuốc mới mình sẽ bỏ nhóm thuốc cũ, nhưng mà điều đó thật sự là không chính xác. Cái nhóm thuốc mới nó làm giảm biến cố tim mạch mạnh, nhưng mà khi chúng ta phối hợp thêm với những cái nhóm thuốc mà là trung tính về mặt tim mạch thì cái sự phối hợp này nó sẽ phủ hết được gần như toàn bộ cái phổ của người bệnh nhân. Bởi vì đa phần người bệnh nhân đến với mình nó không đẹp như trong nghiên cứu. Vậy thì nhiệm vụ của mình là cho dù bệnh nhân đến với bất cứ cái giai đoạn nào thì mình cũng phải chọn một cái đường không cần phải là đẹp nhất theo khuyến cáo, nhưng nó phải là tốt nhất, tối ưu nhất cho bệnh nhân. Và cái sự phối hợp, cái sự mở lòng của mình, sự nghĩ đến những cái nhóm thuốc khác nhau, đặc biệt là những nhóm thuốc mà gọi là tương đối an toàn về mặt tim mạch, nó sẽ giúp cho bệnh nhân của mình có được một cái biến cố, có được một cái tiên lượng tốt hơn. Đó là cái nội dung gửi đến các anh chị và các bạn ngày hôm nay. Cảm ơn quý anh chị và các bạn. Vâng, cảm ơn bác sĩ Vân đã cho một cái bài tổng quan về tim mạch và những cái góc nhìn mới và những cập nhật rất là mới từ cái hội nghị của ESC.